Ngày 6 tháng 5, Hoa Kỳ, Việt Nam và các quốc gia đối tác tham dự lễ khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương 2019 tại Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với mục tiêu tăng cường hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trích lời Tổng lãnh sự Mary Tanaka phát biểu tại lễ khai mạc rằng là quốc gia thuộc Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Hoa Kỳ hướng tới một trật tự khu vực ở đó mà mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều vững mạnh, độc lập và không bị áp bức. Trang thông tin Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết, từ ngày 6 tới 18 tháng này tại Phú Yên, nhóm chỉ huy chương trình đối tác Thái Bình Dương 2019 của Mỹ và các nước sẽ khám chữa bệnh cho dân, trao đổi chuyên môn về y tế, xây sửa trường học, bệnh xá, giao lưu và hội thảo về ứng phó thiên tai, cứu trợ thảm họa. Chương trình đối tác Thái Bình Dương là nỗ lực chung giữa nước chủ nhà và các quốc gia đối tác của Mỹ, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Peru philippines hàn quốc thái lan và anh quốc